Xin chào các bạn, ở đây mình rất là muốn đi dắt chó ở dọc cái phố này để mong tìm được ý trung nhân, giống như là nhân vật trong Pongo trong câu chuyện 101 chú chó đốm. Ở đây đây là một địa điểm lịch sử trong phim, bởi vì là ngay trong phố này thì chú chó Pongo đã chọn ra người tình trung nhân cho chủ của mình. Và góc nhìn sau đó thì hai cô đó chạy ra luôn. Chú chó thấy hai người đi ra công viên Regent Park ở ngay kia kìa. Đấy, chính là lối vào. Chúng ta sẽ thử xem là nó ở đâu nhá. Ôi trời, nhà Pongo bây giờ này đã làm sao cả. Vâng, đây là toàn cảnh St. Andrew's Place, nơi căn nhà đầu tiên của xuất xứ của 101 chú chó đốm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào Queen Mary's Garden. Chúng ta vào Queen Mary's Garden nên hai người đã không gặp nhau vào nhà đầu tiên. Rất tiếc. Ơi, rất tiếc là đây đã không còn là thiên đường cho những người yêu chó nữa rồi. Sau bộ phim thì có lẽ rất nhiều người đã dắt chó đây. Đấy nha, vẫn còn nguyên cái cổng đấy nha. Bây giờ thành chỗ tập thể dục mất rồi. Đây kia cái nhìn view hồ của cô ấy đây. Đây chính là cái chỗ mà cô ấy đã ngồi. Và đây là cái hồ mà cậu kia không biết cái tán cho nên là ra ngồi gốc cây kia. Cái gốc cây mà cậu ngồi bây giờ vẫn còn hai con vịt. Sau đó thì có một cục rơi xuống nước và hai người đã... Đây chính là nơi hai người đã ôm nhau. Và tại nơi hai người rơi xuống nước, bây giờ có một cái phao để đảm bảo cứu sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ subscribe cho kênh mình nhé.